Không biết các bạn có còn nhớ không? Thì cách đây cũng không lâu lắm, mình có kể trong kênh một câu chuyện về ma xó và một bà thầy nuôi ma xó có tiếng cách đây phải hơn 10 năm rồi ở ngoại thành Hà Nội ấy. Mấy hôm trước chị em bọn mình cũng ngồi nói chuyện với nhau, rồi không biết thế nào trùng hợp, mấy chị em lại chém gió về cái vụ này mọi người ạ. Và chào các bạn nhá, lại là mình cô bé Hà Nội, bà tám chuyện ma đêm khuya đây. Chẳng là cái đứa em mình á, nó đi lấy chồng. Nó lấy chồng về đúng cái mạng đó, mà nó kể á, chồng nó có một bà chị họ thân lắm. Hai chị em chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết. Bà này thì buôn bán có tiếng ở dưới này, lại khéo léo giỏi giang, một tay lo cho cả nhà chồng. Nhưng chuyện ở đời mà, mẹ chồng nàng dâu lại không hợp nhau. Bà mẹ chồng thì cay nghiệt, hơi tí lại lời ra tiếng vào, làm tốt cũng chửi mà làm xấu thì chê. Bà này bái tức mình vì chồng nhu nhược không bênh được vợ. Thế là cuối cùng bà chị dẫn luôn hai con nhỏ đi. Giờ thì ly thân rồi, về ngoại thì cũng không đành, sợ hàng xóm người ta dị nghị. Chưa kể còn kho bãi hàng hóa. Cuối cùng thì bà chị này quyết định là mua một căn nhà để ở. Hỏi han môi giới thế nào thì tìm ngay được một căn nhà 5 tầng, rộng tới hơn 100m². Đã thế lại còn mới lắm, mà có một tỏi 7 thôi, nằm ngay làng bên, cách nhà chồng cũng không xa đâu. Xung quanh thì ít nhà dân, tại vì khu này cũng là khu mới, sau quy hoạch sẽ ra trục đường lớn. Chủ nhà thì họ bảo là do là nhà họ có nhiều đất quá, ở không hết. Nhà chủ người ta xây, định ở nhưng mà không thuận tiện cho việc đi làm trong trung tâm thành phố, nên là người ta bán đi, dồn hết vào nội thành để ở. Mà nói thật với mọi người chứ, ở Hà Nội này thì tìm đâu ra một căn nhà như thế. Và lúc bà chị kia, thôi thì mình cứ gọi bà chị tên là X nhá. Chị X mua nhà xong xuôi rồi thì mới nhắn tin cho chồng con bé em mình để mà khoe, bảo là từ nay á, tao về gần chúng mày rồi, có gì thì mấy chị em tha hồ đàn đúm. Con bé nó kể là nói đây á, mặt chồng con bé em mình tái mét cả đi. Thế nó mới lấy làm lạ, hỏi chồng lý do tại sao. Thì chồng nó gắt lên, chỉ lẩm bẩm nói như này: sao mà dốt thế không biết, mua nhà cũng chẳng biết đường hỏi. Nếu mà hỏi ngay từ đầu thì đã gàn không cho mua rồi. Nghe kể đến đây á, thì bọn mình biết ngay là nó có mùi không lành. Con bé em mình nó mới kể tiếp: chị có nhớ cái nhà bà thầy nuôi ma xó ngày xưa mà em kể cho chị nghe không? Cái nhà bà thầy ấy là cũng nằm trên cùng một mảnh đất với nhà bà chị X, chị họ chồng em mới mua đấy. Thế nên chồng em mới gắt lên như vậy. Số là ngày xưa thì nhà bà thầy này cùng nhà chị X mới mua và một hộ gia đình nữa là ba gia đình. Người ta xây sát kề nhau. Người ngoài không biết chứ người làng ở đây người ta rõ lắm. Ai cũng biết cái câu chuyện này cả. Xưa kia nhà chị X mua chưa có xây lên đẹp được như thế này đâu. Chỉ có nhà bà thầy ở trong cùng là được xây lên trang hoàng, hoành tráng lắm. Và từ ngày bà thầy bị con ma xó nó quật chết cả nhà, là những cái nhà lân cận ở trên cái mảnh đất đó chẳng nhà nào được yên được ổn. Nhất là cái nhà chị X mua lại ấy. Nhà đó thì có anh con trai. Gia đình này hồi đấy hẳn hoi lắm. Anh này cũng biết đi làm đi ăn mà có hiếu với bố mẹ cực. Ông bà này về hưu rồi cũng hiền lành. Thế mà đùng cái, từ ngày mà bà thầy mà bị cái con ma xó quật chết ấy, chỉ có khoảng độ 1-2 tháng sau thôi thì ông bố lại đâm ra chơi bời nghiện ngập, dù tuổi đã về xế chiều rồi. Dân quanh làng kẻ cười người chê, người ta bảo đúng là trẻ ông chơi, già thì đổ đốn. Nói thật là gia đình cũng đến muối mặt với ông bố già này, động viên mãi không được, nặng nhẹ đều răn đe cũng không xong. Cuối cùng là phải đưa ông bố đi cai nghiện một thời gian. Bà mẹ thì tính ưa sĩ diện, chẳng biết nhà bàn với nhau thế nào. Bàn nhau là chờ ông bố đi một năm về thì xây nhà. Được cái anh con trai này ngoan ngoãn, làm ăn rất là được, có tiền xây nhà to cho bố mẹ để ở đấy. Nhưng ai cũng đoán, chắc cái nhà đó sợ hàng xóm dị nghị, sợ mất tiếng mất tăm, nên tống được ông bố đi vài tháng là xây nhà lên để khoe mẽ với xóm giềng. Và đúng kiểu tỏ ra là gia đình tôi ổn ấy, dù có thế nào thì vẫn hơn ối nhà, vẫn xây được nhà vẫn đàng hoàng hơn. Cái nhà này bị một cái là không tín không tin gì cả. Xây nhà là việc quan trọng, nhà này cũng không có đi xem ngày đào móng hay là thượng lương đâu, cứ thế xây là xây thôi. Mà thời gian đó còn có một gia đình nữa sát vách ở trên đất. Không hiểu sao những cái người này người ta cũng bán sới mà đi. Ai hỏi thì họ cũng bảo là đất này không ở được nữa đâu. Nhà này thì cũng chẳng tin, còn cười cợt cái gia đình kia là: nhà chúng mày mê tín vớ vẩn, tao vẫn ở bình thường, còn xây được hẳn nhà to lên đây này. Nhà này xây được khoảng 60-70% thì ông bố cai nghiện tốt, có tiến triển, nên là gia đình xin cho ông ấy về. Ông này về công nhận là có thay tâm đổi tính nha, không chơi bời với đám bạn hư ngày trước nữa. Sáng ra tối vào trông nom công trình, cho đến đúng cái ngày mà xây nốt cái tầng tum ấy, thì ông này một tuần liền cứ như là ông hóa điên ấy. Mặt mày ông thất thần, vợ con có hỏi chuyện thì ông ú ớ bảo là không hiểu sao, đêm tôi ngủ thấy một đoàn quân hình thù trông kỳ dị lắm, nó cứ đứng quanh nhà để đi tìm ông ấy. Ông ấy trốn mấy lần, tí thì bị bọn nó rình bắt được. Hai mẹ con nghe xong lại thấy biểu hiện của ông bố không được bình thường, thì lại nghĩ hay là ông này lại chơi bời chất cấm trở lại, nên là thành ra bị ảo giác. Cuối cùng là hai mẹ con bàn nhau là nhốt ông bố, không cho ra ngoài trông nom công trình nữa. Nhốt đâu được một tuần thì lại thấy mặt mày ông bố tươi tỉnh, sáng láng hơn hẳn. Ông bố cũng không còn lẩm bẩm hay lảm nhảm về cái việc mơ thấy đoàn quân đòi đuổi giết nữa.
Hai mẹ con càng khẳng định chắc nịch rằng ông bố này khéo khi lại dính vào nghiện ngập nên là thành ra ảo đấy. Cho đúng đến cái ngày gia đình chuẩn bị thượng lương thì tối ngày hôm trước ấy, con của anh con trai bị sốt co giật phải đi vào viện. Nhà có mỗi ông bố với bà mẹ thôi. Thợ thì sớm mai họ mới tới sớm, không ai nom công trình cả, nên nhà mới quyết định là thôi để ông bố ra trông. Cả nhà thì nghĩ cũng chỉ mất mấy tiếng thôi, mà nhà có việc, ông này cũng chẳng có thời gian mà đi chơi đâu, nên mới để cho ông bố ra đó ngủ một đêm. Ông bố lúc đấy cứ chần chừ, đúng kiểu ông ấy lo sợ ông không muốn ra ấy. Ông này ông còn nhắc đi nhắc lại cái chuyện mà đợt trước ông mơ thấy cái đoàn quân đuổi giết mình, nhưng người nhà lại cho rằng là ông này khéo vẽ chuyện, với do một thời gian chơi nhiều chất kích thích nên bây giờ đầu óc nó cũng không được bình thường, lại cứ nghĩ là thi thoảng đầu ông ấy chập chập. Và đêm đó đúng là cái đêm cuối cùng, thì sáng hôm sau lúc mà ra nhà ngoài, tất cả mọi người đã phát hiện ông bố chết cứng từ khi nào rồi. Gia đình đang từ một cái ngày mà chuẩn bị xây nốt thì lại phải phát tang. Phát tang xong xuôi thì sau giỗ đầu ngôi nhà này mới dám hoàn thiện nốt. Nhưng không hiểu vì cái lý do gì mà nhà đó không ai ở, cứ để không như thế mấy năm liền. Và những cái hộ gia đình ở gần khu đấy á, người ta đều bảo riêng ba cái ngôi nhà ấy, cứ tầm nhập nhoạng tối, bất kỳ ai đi qua cũng đều thấy những cái bóng đen xì và những cái tiếng động rất ồn ào, như kiểu là một đám người mở hội ở bên trong ấy. Có người hàng xóm nhà ở bên kia cách cứ một con đường thôi. Thế cái anh thanh niên này đêm anh ấy nghe thấy ồn, anh tức quá không ngủ được. Anh ấy lại cũng rất là tò mò, thì hôm đấy anh mới chạy sang để anh nghe ngóng xem ở bên trong những cái nhà kia có cái việc gì không, hay là cái bọn nghiện nó trèo vào nó tụ tập gây ồn ào khu dân cư. Anh ấy tính nếu thật là bọn nghiện thì phím công an gô cổ cả cái lũ đó lại. Thì sau cái ngày hôm đấy á, anh ấy ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, ốm sốt luôn mất một tuần. Anh này có kể lúc sang anh ấy thấy im bặt, anh ấy không nghe thấy những cái tiếng động gì ở bên những cái ngôi nhà đấy đâu. Nhưng cái mà làm anh ấy sợ là những cái bóng hình người nó in rõ lên tường nhờ cái ánh đèn đường, mà anh ấy thấy rõ ràng ở đó không hề có bất kỳ một người nào ngoài anh ấy đâu. Vậy những cái bóng ấy là cái gì và từ đâu ra? Lúc đầu ấy anh chỉ thấy có hai cái bóng in lên vách tường thôi, rồi nó di chuyển dần lên chiếc cổng cao, và anh ấy cộng thêm anh ấy là ba cái bóng. Sau đó tự nhiên nó hiện lên rất 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 nhiều những cái bóng nữa, nó in trên tường ban công tầng 2, rồi thậm chí cả tầng 3. Anh này anh hãi quá, anh chạy thẳng về nhà. Và từ đấy người làng không ai dám bén mảng tới ba ngôi nhà này, giao không ai mua, cho thuê làm cửa hàng. Thì ai nấy họ cũng chỉ thuê được thời gian rất rất là ngắn là người ta lại phải bỏ thôi. Nghe xong câu chuyện mình cũng rất là tò mò hỏi xem chị X chuyển về chưa, mọi chuyện sao rồi. Thì con bé em mình nó cho mình xem cái đoạn clip mà chị X chị gửi về lúc mà chị khoe nhà mới ấy. Chắc nay mai là chị về thôi. Mình có khuyên con bé em mình nhớ dặn chị mời thầy về cúng kiếng cho cẩn thận. Thôi thì đất giữ mà, bây giờ chưa ở chưa biết thế nào, nhưng mà biết đâu cái đất giữ không hợp người này lại hợp người kia thì sao. Nếu mà gia chủ biết cúng kiếng khéo người ta lại phù cho làm ăn. Còn về những cái bóng đen mà người làng vẫn thấy trong nhiều năm qua ấy, mọi người cũng chỉ đồn đoán có lẽ là âm binh mà bà thầy kia nuôi trên đất. Bà thầy chết nhiều năm rồi, binh không ai kế, không ai nuôi hay luyện, cũng không ai biết để luyện, nên có thể những cái vong hồn ấy cứ quấy quả trên đất mãi mà thôi. Còn các bạn nghĩ sao về câu chuyện này?